nồng nhiệt chào đón các vị đại biểu khách quý và toàn thể các bác thuộc Bình Đoàn Tây Nguyên Chi Hội Phường Nông Trang. Chúng ta đang có mặt trong buổi gặp mặt kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2021 và 60 năm ngày nạn nhân chất độc màu da cam mùng 10 tháng 8 năm 1961, mùng 10 tháng 8 năm 2021. Và lần đầu tiên cho phép Tuấn Phi xin được thay lời cho những ca sĩ, nghệ sĩ và những người thực hiện chương trình ngày hôm nay trân trọng để gửi tới các quý vị đại biểu, các quý vị khách quý và toàn thể các bác thuộc Bình Đoàn Tây Nguyên, Chi Hội Phường Nông Trang lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất và chúc cho toàn thể chúng ta sẽ có thật nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe và có buổi gặp mặt thật thành công ngày hôm nay ạ. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý và thưa toàn thể các bác, và ngay sau đây xin kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chương trình văn nghệ chào mừng. Và mở đầu chương trình xin kính mời các bác sẽ cùng quay lại một thời ký ức hào hùng, một thời chiến đấu với một sáng tác có tên Gặp Gỡ Đồng Đội. Sáng tác Tam Ca Nam, biểu diễn Tam Ca Nam, xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi. Hôm nay gặp lại nhau đây, ta cùng ôn lại ngày này năm xưa, chiến trường dầu dãi nắng mưa, giờ đây tóc đã điểm thương mái hồng.